Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quét làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cũng xách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và tán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bạc quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miệng Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi.